Mbappe chưa đồng ý đến Real Madrid. Arsenal tiếp cận Amadou Onana. Anthony Martial được Fenerbahce hỏi mua. Tương lai của Mbappe vẫn chưa được quyết định. Không hề có bất cứ cuộc thảo luận nào diễn ra. Những phát ngôn, suy nghĩ và các quyết định của Kylian Mbappe không bị tác động hay ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào. Lời tuyên bố trên từ phái đoàn đại diện cho Mbappe không khác nào lời phủ nhận mọi thông tin cho biết Mbappe sẽ gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm nay. Như vậy, việc Mbappe đi hay ở lại nước Pháp vẫn chưa ngã ngũ, vẫn là một ẩn số mà chưa ai có thể đoán được. Tại buổi phỏng vấn độc quyền với Sky Sports và Miro, Ivan Toni xác nhận anh muốn ở lại Brentford vào thời điểm này. Toni cảm kích sự hỗ trợ từ câu lạc bộ trong suốt 8 tháng anh bị cấm thi đấu. Và giờ đây, anh muốn trả lại ân huệ đó bằng cách giúp đội bóng thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng ở nửa sau mùa giải. Tiền đạo người Anh nghỉ thi đấu từ hồi tháng 5 và sẽ chính thức tái xuất Premier League ở cuộc chạm trán giữa Brentford và Nottingham Forest vào ngày 20 tháng 1. Theo Football London, Arsenal hiện đang rất nóng lòng chiêu mộ tiền vệ Amadou Onana của Everton. Đội chủ sân Goodison Park gặp nhiều khó khăn về tài chính, nên họ có thể bá trụ cột của mình ngay trong tháng 1. Bản thân Onana cũng muốn tiếp tục được thi đấu tại Premier League và sẵn sàng gia nhập những câu lạc bộ lớn hơn. Dù vậy, họ sẽ không để Amadou Onana rời đi nếu không thu về ít nhất 50 triệu bảng. Mới nhất, người đại diện của Onana đã đăng một tấm ảnh lên story Instagram cho biết anh hiện đang có mặt ở London, như một thông tin xác nhận rằng anh chuẩn bị đàm phán với pháo thủ. Fabrizio Romano đã chính thức here we go thường vụ Dortmund mượn Ian Madsen từ Chelsea. Không có điều khoản mua đứt giữa đôi bên, Dortmund sẽ phải chi trả toàn bộ lương của cầu thủ 21 tuổi trong phần còn lại của mùa giải. Sau thương vụ này, Dortmund sẽ tập trung hoàn tất cuộc thảo luận mượn Jadon Sancho. Tương lai của Conor Gallagher đang là chủ đề gây tranh cãi tại Chelsea. Gallagher đã thi đấu tốt ở mùa giải năm nay, nhưng theo một số nguồn tin, The Blues vẫn muốn bán cầu thủ người Anh để cân bằng ngân sách. Và trước những tin đồn đó, huấn luyện viên Pochettino đã phải lên tiếng làm rõ quan điểm của ông về cậu học trò. Chúng tôi đã có buổi nói chuyện vui vẻ về tương lai của cậu ấy. Gallagher đang chơi tốt và giúp đỡ câu lạc bộ rất nhiều. Tôi hài lòng với điều đó. Kể từ khi tiếp quản dẫn dắt Chelsea, Gallagher luôn là mắt xích quan trọng không thể thiếu trong đội hình của Pochettino. Nếu đội chủ sân Stamford Bridge muốn gắn bó lâu dài với nhà cầm quân người Argentina, họ có lẽ sẽ phải giữ lại Gallagher. Đây có lẽ là thông tin đáng vui mừng với phần lớn cổ động viên Man United khi Anthony Martial có thể rời câu lạc bộ trong thời gian sắp tới để gia nhập Fenerbahce. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ muốn mượn Martial trước, rồi sau đó sẽ tính tới chuyện mua đất. Fenerbahce và Man United hiện đang có mối quan hệ làm ăn khá tốt. Ở mùa hè vừa qua, MU đã để Fred gia nhập Fenerbahce, còn họ nhận về thủ môn Ante Banidia theo chiều ngược lại. Liverpool sẽ để Fabio Cavanho chuyển đến thi đấu tại Hull City ở giai đoạn lượt về dưới dạng cho mượn. The Pop tin rằng việc tiếp tục thi đấu tại môi trường bóng đá Anh sẽ giúp Cavanho tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm. Cầu thủ người Bồ Đào Nha từng được Leipzig mượn vào mùa hè qua, nhưng Liverpool đã quyết định chấm dứt hợp đồng do Cavanho không được đảm bảo việc ra sân thường xuyên. Theo The Sun, Juventus đã không còn mặn mà với việc ký kết hợp đồng với Calvin Phillips của Manchester City hay Pierre-Emile Højbjerg của Tottenham trong tháng này. Juve vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm, nhưng cả hai mục tiêu kể trên đều được cho là quá đắt với đội bóng thành Turin. Nordi Mukiele của Paris Saint-Germain là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của Hùng Xám khi họ biết được thông tin cầu thủ này muốn ra đi do không được ra sân đủ nhiều. Dù vậy, Bayern vẫn chưa thể thực hiện các cuộc đàm phán chuyên sâu với Paris Saint-Germain do gã nhà giàu nước Pháp muốn giữ người vì chưa tìm được ai thay thế. Như vậy là các bạn đã cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất 24 giờ vừa qua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nóng bỏng nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.